Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ nỗi kinh hoàng của người Việt trong các trận cướp phá. Một số người Việt làm ăn nhỏ ở thành phố Minnesota đã chứng kiến những dòng người vào các cơ sở kinh doanh đập phá, cướp bóc và có người đã phải tự dùng vũ khí chống trả trong bối cảnh được mô tả là không có chính quyền. Đây là theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tải. Kể từ ngày thứ năm 28 tháng 5, các cuộc biểu tình "Tôi không thể thở" đã bùng phát trên khắp thành phố lớn khắp nước Mỹ để phản đối bất bình đẳng chủng tộc và nạn cảnh sát sử dụng bạo lực thái quá. Đây là hình ảnh biểu tình ở Mỹ sau cái chết của ông George Floyd. Mọi chuyện bắt đầu với cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của một người đàn ông da đen, George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế tại Minneapolis vào hôm thứ Hai 25 tháng 5 vừa qua. Một số cuộc biểu tình này sau đó đã trở thành bạo động khi người biểu tình tấn công cảnh sát. Có nơi đã xảy ra tình trạng đốt phá, cướp bóc và hôi của trong nhiều bang của Mỹ đang thận trọng mở cửa trở lại sau thời gian chống chọi với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ở St. Paul, thủ phủ của bang Minnesota và thành phố Song Sinh, cộng đồng tiểu thương người Việt ở đây đã có một buổi tối kinh hoàng vào đêm 28 tháng 5. Siêu thị Little Sài Gòn của ông Sĩ Nguyễn nằm ngay trung tâm nơi đây cũng là một trong những nơi bị những kẻ hôi của nhắm đến, nhưng may mắn không bị thiệt hại nhờ sự chống trả của chủ tiệm. Ông Sĩ cho biết ông đã dùng súng để răn đe những kẻ tấn công. "Chúng tôi không nổ súng, nhưng chúng tôi cầm trong tay vũ khí để nói rằng nếu tụi bay dám xông vào thì tao sẽ bắn", ông nói. "Tôi đã được huấn luyện và được phép mang súng bên người. Tôi biết cách sử dụng, biết khi nào nên bắn và khi nào không nên bắn", ông phân trần. Nhờ ông đã quyết định ở lại kháng cự để giữ gìn tài sản nên nhóm hôi của đã chạy đi, trong khi tất cả các tiệm khác đều bị vô đập phá và có tiệm còn bị đốt. Khi được hỏi tại sao không kêu cứu cảnh sát, ông Sĩ nói, "Ai sống trong hoàn cảnh này mới biết, giờ đó nó hỗn loạn, không có chính quyền. Chúng tôi gọi số 911 tới cháy cả máy nhưng không có ai bắt, tất cả các đường dây cảnh sát đều bị cúp hết", ông nói thêm và cho biết rằng cảnh sát bị quá tải. "Họ lo bảo vệ những chỗ lớn, còn những tiệm nhỏ như mình không có sự bảo vệ." Đây là hình ảnh những người biểu tình tràn vào hôi của trong một siêu thị ở Santa Monica, California. Hầu hết các chủ tiệm khác đều bỏ đi hết, không dám ở lại. Tất cả nhân viên cũng khuyên tôi nên về nhà đi. Nhưng tôi thấy tụi nó ăn hôi những tiệm kia. Tôi nghĩ tài sản của mình đã làm, đã dành dụm biết bao nhiêu năm, sao lại có thể để cướp được. Ông Sĩ nói ông đã từng vượt biển thoát khỏi chế độ cộng sản, nên ông không còn sợ gì nữa. Theo lời kể của ông, thì đêm hôm đó, ông đã ở lại giữ tiệm sáng đêm và khi kêu gọi bạn bè và nhân viên của ông, ai có gan ra giữ tiệm cùng ông và được trả tiền theo giờ. Ông nói tiếp, "Tụi tôi có dí tụi nó, tức là nhóm hôi của, chạy xa tiệm của mình. Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy, họ cũng cầm gậy bóng chày ra khỏi nhà giúp tôi", ông kể. "Nếu bị chuyện này, tôi chắc mình sẽ bị phá sản", ông phân trần. "Bảo hiểm sẽ bồi thường, nhưng mà công việc kinh doanh sẽ bị gián đoạn vài ba tháng. Còn nếu không may mà nó bị đốt thì phải nghỉ đến 2 năm. Về tình hình hôm 28 tháng 5, ông Sĩ cho biết lúc đầu có người biểu tình ôn hòa, hô khẩu hiệu, nhưng sau đó đám đông chuyển sang đập phá. Hầu như tụi nó đi trên ngàn người để hôi của. Hầu như tụi nó không phải là đi biểu tình, không có lãnh đạo, không có biểu ngữ gì hết. Tụi nó đi trên xe tải, chở người, khoảng 5 đến 10 đứa ngồi trên đó la hét. Rồi nó muốn vào chỗ nào thì ngừng lại, lấy xà beng cậy cửa rồi ào vô hôi của. Hết nhóm này xong lại đến nhóm khác, một tiệm có thể bị hôi của cả chục lần", ông Sĩ thuật lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Các chủ tiệm bán hàng phải đóng những tấm gỗ để bật kín cửa hàng nhằm tránh bị đập phá. Hình ảnh chụp hôm 2 tháng 6 tại trung tâm thành phố thuộc quận Cam, California. Ông Sĩ cho biết đến ngày hôm sau, tức 29 tháng 5, tình hình ở St. Paul có yên tĩnh hơn vì các cuộc biểu tình tập trung ở Minneapolis, nơi khởi phát sự việc, nhưng vẫn còn những hành động và thành phần đi vào hôi tiếp của những tiệm đã bị đập phá ngày hôm trước. Ông nói, "Chúng tôi đi vòng vòng con đường buôn bán chính, thấy tụi nó vô hôi không còn sót thứ gì. Hiện tại, ông đã cho đóng ván dày khắp mọi cửa hàng để phòng trường hợp bị đập phá lần nữa." Đến thứ Hai ngày 1 tháng 6, chợ của ông Sĩ mở cửa trở lại, nhưng mở trễ, đóng sớm. Ông sẽ theo dõi tin tức theo đoàn biểu tình đi đến đâu tùy tình hình để quyết định sẽ mở hay đóng cửa, ông cho biết. Lúc này đã có vãn hồi trật tự, đã có quân đội can dự.
nên nếu có gì thì có thể gọi họ đến để bảo vệ, ông nói. Bà con cũng sợ, họ hối hả đi chợ cho nhanh rồi về. Ông cho biết về tình hình kinh doanh tại siêu thị Little Sài Gòn mà ông làm chủ. Theo lời ông thì sau mấy chục năm sống ở Mỹ, đây là lần đầu tiên ông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng bạo loạn và cướp bóc như thế. Trước đây tôi chỉ nghe qua tin tức thôi, ông nói. Ông sĩ nói ông ủng hộ biểu tình đòi công lý về bình đẳng, nhưng chống lại những kẻ lợi dụng biểu tình để bạo loạn và hôi của. Ông cho biết hôm Chủ nhật vào ngày 31 tháng 5, ở San Paulo đã có cuộc biểu tình của cả chục ngàn người, nhưng rất ôn hòa, có cảnh sát dẫn đường ở phía trước, đi rất trật tự, có biểu ngữ đàng hoàng, hô vang khẩu hiệu. Trong thời điểm này, họ quên đi dịch Covid, ông nói và cho biết có khoảng 60% người biểu tình đeo khẩu trang. Ông nói bạo động chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi sẽ hết, trong khi đó viêm phổi Vũ Hán đối với ông còn đáng sợ hơn rất nhiều, vì ngày nào ông cũng phải ra chợ buôn bán và tiếp xúc với hàng trăm người. Cũng tại Giang Spaus, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ tiệm Twin Creek Night Supply, chuyên bán trang thiết bị cho ngành làm móng, cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt là nơi bà đặt cửa tiệm cũng bị đập banh hết. Đập xong rồi, tụi nó từ 5 đến 7 người vô cùng một lúc, tụi nó gỡ từng cái tivi rồi lấy đi hết. Có tiệm bán điện thoại, tụi nó vô lấy điện thoại đi hết, bà kể. Đây là hình ảnh cảnh sát phải dẹp biểu tình để Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường đến một nhà thờ. Bà cho biết, lúc đó bà khóa cửa tiệm và đứng ở bên trong giữ tiệm. Bà có gọi cho cảnh sát nhiều lần nhưng không có ai tới. Ở chỗ đường chính bị đập phá quá nhiều, họ đốt tùm lum nên cảnh sát lo ở bên kia. Tiệm tôi nhỏ quá lại ở phía dưới này nên cảnh sát không có đủ lực lượng để xuống bảo vệ cho mình. Bà nói và cho biết tiệm của bà không bị cướp nên cũng không thiệt hại gì. Do sợ quá nên ai cũng bỏ chạy, tôi tiếc của nên ngồi lại. Nếu mà tụi nó vô tiện đi nữa thì tôi cũng van xin chứ biết làm sao, bà nói. Bà Hạnh dự tính ngày 1 tháng 6 này là ngày đầu tiên mở cửa trở lại kinh doanh sau thời gian nghỉ tránh dịch. Nhưng giờ đây bà cũng không dám mở cửa, mà khách cũng không dám tới. Cái thứ nhất là bị dịch thì mình chưa được mở cửa. Bây giờ mở lại rồi thì đến bạo loạn này nữa, bà than thở. Đập phá kiểu này thì ai cũng sợ và hoang mang hết, bà Hạnh nói. Theo mô tả của bà thì những người đi hôi của chỉ nhập chung vào đoàn biểu tình, nhưng không phải là đi biểu tình mà dường như chủ ý họ đi lấy đồ, đi ăn cướp. Biểu tình thì tôi đồng ý, nhưng tôi không đồng ý. Vì vụ này mà đập nọ đập kia, bạo lực không giải quyết được vấn đề, chỉ tội nghiệp cho người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Bà cho biết lập trường của mình về cuộc biểu tình không thể thở được. Khác với ông sĩ, bà Hạnh nói bà rất sợ bạo loạn và sợ hơn cả dịch bệnh. Dịch bệnh mình đã mất rất nhiều, nhưng mình sẽ an toàn hơn nếu mình nghe lời chính phủ, biết ở nhà để tự bảo vệ mình. Còn bạo loạn thì không biết sống chết lúc nào, bà giải thích. Bà Hạnh cũng lên án sự kỳ thị đối với người da màu và nhận xét là có tình trạng này ở Mỹ. Tuy nhiên bà nói rằng nếu mình làm đúng luật lệ thì hồng ai kỳ thị mình, chỉ khi mình làm sai người ta mới kỳ thị. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ triển khai quân đội đến các bang để dập tắt những cuộc biểu tình bạo lực nếu thống đốc không làm được việc này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm 2 tháng 6. Phát biểu trong một họp báo tại Nhà Trắng vào hôm 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho hay ông đang triển khai hàng ngàn binh sĩ được vũ trang hạng nặng, quân nhân và nhân viên công lực để ngăn chặn tình trạng bạo động, hôi của, phá hoại và tấn công ở thủ đô Washington DC. Theo đài CNN, dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai một tiểu đoàn quân cảnh ở Washington DC và dự kiến có thêm từ 200 đến 250 quân nhân từ căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang Bắc California đến hỗ trợ an ninh. Trong mấy đêm trước, nhiều tòa nhà và tượng đài gần Nhà Trắng đã bị những người biểu tình quá khích đập phá. Những gì xảy ra trong thành phố này, tức là Washington DC, là sự nhục nhã, Tổng thống Trump nhấn mạnh và cho biết thêm, lệnh giới nghiêm từ 19 giờ sẽ được áp dụng nghiêm ngặt ở Washington DC. Đã có hơn 40 thành phố ở Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm kể từ khi các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát hồi tuần trước sau vụ cảnh sát ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota dùng vũ lực quá mức khiến người đàn ông da màu đã tử vong hôm 25 tháng 5. Cũng tại cuộc họp báo trên, Tổng thống Trump yêu cầu các thống đốc ở các bang triển khai thêm vệ binh quốc gia để kiểm soát các cuộc biểu tình. Các thị trưởng và thống đốc phải thiết lập sự hiện diện của công lực một cách áp đảo cho đến khi bạo lực bị dập tắt. Nếu một thành phố hay bang từ chối thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, tôi sẽ triển khai quân đội Mỹ và nhanh chóng giải quyết vấn đề cho họ, Tổng thống Trump cảnh báo theo báo Hill đăng tải. Và không những thế, các cuộc biểu tình đã được lan ra khắp nơi từ Pháp, Anh cho đến Đức.
Đây là hình ảnh hàng trăm người biểu tình tập trung tại quảng trường tại trung tâm London hôm 31 tháng 5. Trong cuộc họp trực tuyến trước đó, ông Trump nói với các thống đốc rằng trông như kẻ ngốc và yếu đuối vì không triển khai thêm vệ binh quốc gia để ngăn chặn biểu tình. Tuyên bố trên của ông Trump ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội. Ông ấy, tức là Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang dùng quân đội Mỹ để chống lại người Mỹ. Vì trẻ em và đất nước của chúng ta phải đánh bại ông ấy, cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden, ứng viên sáng giá đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, viết trên trang tweet của mình. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì chỉ trích Tổng thống Trump đã dùng quân đội bắn đạn cao su và xịt hơi cay vào người biểu tình hòa bình ở Washington DC là sử dụng quyền lực của Tổng thống một cách khủng khiếp chống lại công dân của chúng ta, theo CNN đưa tải. Nhiều thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ cũng sẽ đồng loạt chỉ trích việc Tổng thống Trump kêu gọi các bang mạnh tay đối phó với những cuộc biểu tình bạo lực. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa hầu như không có phản ứng gì. Theo hiến pháp của nước Mỹ, các thống đốc nói chung có quyền duy trì trật tự trong bang. Tuy nhiên, đạo luật về nổi dậy vào năm 1807 cho phép Tổng thống điều lực lượng trấn áp một cuộc nổi loạn trong nước, cản trở việc thực thi luật liên bang. Đạo luật nổi dậy đã được kích hoạt nhiều lần trong lịch sử Mỹ, với lần được sử dụng gần nhất là vào năm 1992, khi 4 cảnh sát ở Los Angeles được tuyên xử tráng án trong vụ đánh người đàn ông da màu Rodney King, dẫn tới các vụ bạo động gây chết người, theo Reuters đăng tải. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ, nỗi kinh hoàng của người Việt trong trận cướp phá. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de